Cả thế giới đang đối mặt với dịch bệnh khủng khiếp, khả năng lây nhiễm cực kỳ cao. Nhưng có những virus còn đáng sợ hơn, virus từ thời cổ đại. Được đăng tải trên chuyên san Microbiome ngày 21 tháng 7, có thể giúp các nhà khoa học phần nào hiểu thêm quá trình tiến hóa của virus qua nhiều thế kỷ. Các mẫu nghiên cứu nằm trong các loại băng được thu thập vào năm 2015, được cho là có niên đại ít nhất 14.400 năm trước. Jingping Zhong, tác giả chính và nhà nghiên cứu tại Trung tâm Nghiên cứu Khí hậu và Địa cực thuộc Đại học bang Ohio, Mỹ, cho rằng các sông băng được bồi đắp theo thời gian và cùng với bụi, khí, nhiều virus đồng thời cũng bị chôn vùi bên trong. Cũng theo nhà nghiên cứu này, các sông băng ở miền Tây Trung Quốc chưa được nghiên cứu kỹ lưỡng và mục tiêu của nhóm ông là sử dụng các thông tin thu thập được để tái hiện lại mô hình môi trường tại khu vực trong quá khứ mà virus là một phần của môi trường đó. Khi các nhà nghiên cứu phân tích mẫu băng, họ đã tìm thấy mã di truyền của 33 loại virus, ít nhất 28 trong số này hoàn toàn chưa được biết đến và phân nửa vẫn sống sót vào thời điểm bị đóng băng. Bên cạnh đó, dựa trên các chứng cứ di truyền, các nhà nghiên cứu cũng đặt giả thiết một số virus vẫn còn hoạt động tích cực bên trong sông băng của Tây Tạng. Vào mùa hè năm 2016, một nhóm những người chăn tuần lộc du mục đã bắt đầu ngã bệnh vì một căn bệnh bí ẩn. Tin đồn bắt đầu lan truyền về dịch bệnh Siberia lần cuối cùng xuất hiện vào năm 1941. Khi cậu bé du mục cùng với 2.500 con tuần lộc chết thì căn bệnh này mới được xác định là bệnh than. Nguồn gốc từ một con tuần lộc rã đông, nạn nhân của bệnh dịch từ 75 năm trước. Các loại virus bật chế độ ngủ đông nằm sâu trong lớp băng vĩnh cửu và hiện tượng ấm dần lên của trái đất, hiện tượng tan băng của Bắc Cực sẽ khiến nhân loại sắp phải đối mặt với những virus đến từ thời cổ đại. Hẹn gặp lại các bạn vào các tập tiếp theo.